Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương, đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương, tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có ngày hiểm nguy con coi thường, có thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Xót Chúa bốn mùa Chúa đó hồng ân, cho con sự cần thiết thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc, đến với lòng thương xót Chúa ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca lòng thương xót Chúa bao la. Xót thương, con nhận nguồn suối tình thương, đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ vương tội lỗi, tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, mong Ngài rửa hết muôn tội đời, có thác vào lòng Chúa xót thương, con được Ngài dìu bước lên trời. Đến với lòng thương xót Chúa bốn mùa Chúa đó hồng ân, cho con giữ cần tiếng thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc, đến với lòng thương xót Chúa ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca lòng thương xót Chúa bao la. Nghi thức khánh thành và làm phép tượng đài lòng Chúa thương xót gồm có hai phần. Phần thứ nhất là nghi thức cắt băng khánh thành do Đức cha Giuse Đinh Đức Đào, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, Đức cha khác Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên, Đức ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, phó giám đốc trung tâm đặc trách xây dựng trung tâm. Chúng con trân trọng kính mời quý đức cha và đức ông tiến ra phía trước tượng lòng thương xót Chúa để cắt băng khánh thành. Trong bầu không khí rất trang trọng, có sự tham dự của đại diện cho toàn thể dân Chúa giáo phận Xuân Lộc, quý đức cha và đức ông vừa cắt băng khánh thành để khánh thành tượng lòng Chúa thương xót. Xin một tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta chúc mừng và tạ ơn Chúa vì hồng ân cao trọng này. Tiếp đến bước sang phần thứ hai là phần làm phép tượng đài lòng Chúa thương xót. Chúng con trân trọng kính mời Đức cha Giuse. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha, ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa không chê bai việc tạc vẽ tương anh các thánh của Chúa, để mỗi lần con mắt thể xác chiêm ngưỡng anh tượng đó, thì chúng con cùng dùng con mắt ký ức để suy niệm các hành vi và đời sống thánh thiện của các ngài mà bắt chước. Chúng con lại xin Chúa làm phép và thanh hoa bức tượng lòng Chúa thương xót này, để những ai tôn kính và tưởng niệm đến con một Chúa là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Xin Chúa đoái thương để những ai siêng năng sùng kính con một Chúa lòng Chúa thương xót này, thì nhờ công việc và sự che chở của Ngài được Chúa ban ơn thánh ở đời này và vinh hiển vĩnh cứu đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa, nguồn tin thác của mỗi chúng con. Nhận loại hôm nay đang trải qua bao là sự dư, con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương, Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng ngợi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa, nguồn tin thác của mỗi chúng con. Trọng kính quý Đức Cha, Đức ông Vinh Sơn, Cha Quản hạt, Phó Giám đốc, quý cha, quý thầy khóa tế, kính thưa quý tu sĩ nam nữ, quý chức ban hành giáo và công đoàn dân Chúa giáo hạt Gia Kiệm. Trong giây phút này đây, không chỉ công đoàn dân Chúa giáo hạt Gia Kiệm đang hướng về tượng lòng Chúa thương xót sau khi đã tham dự tràng đảng thánh giá một cách rất trọng thể. Đại diện cho công đoàn dân Chúa giáo phận Xuân Lộc, chúng con lúc này giáo hạt Gia Kiệm đang nâng tâm hồn lên với Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Và bên cạnh đó, chúng con rất hạnh phúc khi thấy còn có sự hiện diện một cách rất đặc biệt của Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên, chủ tịch Ủy ban giáo dân của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Điều đó chứng tỏ cho chúng con thấy không chỉ có đoàn chiên dân Chúa giáo phận Xuân Lộc hướng về đây, hướng về mẹ núi Cúi và về tượng lòng Chúa thương xót trong giây phút này, mà còn có sự hiệp thông trong tình hiệp hành mà Đức Cha Giuse là một bảo chứng. Chính vì vậy, giờ đây chúng con trân trọng kính xin Đức Cha Giuse, giám mục giáo phận Long Xuyên, chủ tịch Ủy ban giáo dân Hội đồng Giám mục Việt Nam ban cho chúng con đôi lời. Chúng con trân trọng kính mời Đức Cha Xuân Lộc. Kính thưa Đức ông Vinh Sơn, nguyên tổng đại diện của giáo phận Xuân Lộc, cùng với cha hạt trưởng, cha cố, quý cha, quý phó tế, cùng với tu sĩ nam nữ, các chúng sinh và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, con rất vui khi được hiện diện ở đây trong nghi thức đặc biệt của ngày thứ sáu để đi chặng đàn thánh xá với cộng đoàn dân Chúa giáo hạt Gia Kiệm đại diện cho giáo phận Xuân Lộc, và đồng thời cũng cùng với Đức Cha và cộng đoàn các ban thánh thần và làm phép tượng Đức Mẹ, tượng lòng Chúa thương xót. Con xin được chia sẻ cảm nghiệm của mình như là một lời tri ân hiệp thông với giáo phận Xuân Lộc, với giáo hạt Gia Kiệm, cùng với tất cả mọi người hiện diện ở đây, đặc biệt là có các khách hành hương không chỉ ở Xuân Lộc cũng như các nữ tu ở đây nữa, như là một lời tạ ơn Chúa. Cảm ơn giáo phận Xuân Lộc, cảm ơn giáo hạt Kiên Tân Gia Kiệm. Con nhớ tới ngày xưa khi Chúa Giêsu phát thánh xá từ dinh Philato đến đồi Calvario, có đám đông người đi theo là những người vừa mới hô lên giết đi, đóng đinh nó vào thập giá. Nhưng vẫn có Đức Mẹ hiện diện ở ngắm thứ tư viếng Chúa, ở ngắm thứ 12 đứng dưới chân thập giá của Chúa, ở ngắm thứ 13 Chúa xuống, và ngắm thứ 14 tham dự nghi thức táng xác Chúa trong mồ. Và đứng dưới chân thập giá của Chúa, Đức Mẹ ngước lên nhìn Chúa Giêsu và dâng cả nhân loại cho Chúa Giêsu. Ở đó Đức Mẹ đón nhận lời trăn trối của Chúa Giêsu: đây là con của bạn, đây là mẹ. Còn hôm nay cũng đi chặn đặt cánh giá, có rất nhiều người, và như Đức Cha Cố Giuse nói, khoảng chừng 1000 người, không phải là những người hô lên giết đi, mà là con cái của Chúa, con cái của Đức Mẹ, của giáo hạt Gia Kiệm, đại diện cho giáo phận Xuân Lộc, mà cũng đại diện cho cả quê hương đất nước Việt Nam cũng như trên toàn thế giới hiện diện ở đây, cùng đi chặt đặt đánh giá. Đức Mẹ cùng đi với con cái của mẹ, Đức Mẹ cũng an ủi con cái của mẹ, và thay vì Đức Mẹ ngước mắt lên, Đức Mẹ đang cúi, Đức Mẹ núi cúi đang cúi xuống nhìn con cái của Đức Mẹ ở trần gian. Và rồi khi đứng trước tượng đài của lòng thương xót, Đức Mẹ giới thiệu chúng ta với lòng thương xót của Chúa, như là Đức Mẹ đã giới thiệu trong tiệc cưới Cana. Thầy đó, thầy bảo gì cứ làm như vậy, tức thì nước trở thành rượu. Mình con Thánh Chúa cũng được từ đó, từ chính thịt máu Chúa Kitô cho chúng ta. Chính vì thế, xin hiệp thông với giáo phận Xuân Lộc, với giáo hạt Gia Kiệm, cùng với cộng đoàn dân Chúa ở đây, tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta có Đức Mẹ, tạ ơn Chúa đã ban cho giáo hội Việt Nam, giáo phận Xuân Lộc, núi cúi này với Đức Mẹ núi cúi. Và tạ ơn Chúa cho cộng đoàn dân Chúa chúng ta hiện diện ở đây được Đức Mẹ mời đến với Đức Mẹ, và cùng với Đức Mẹ ngắm nhìn Chúa Giêsu, lòng xót thương của Ngài. Nhất là trong mùa chay, chúng ta xin Chúa cho chúng ta đại diện cho toàn thể nhân loại, cầu xin Chúa ban ơn hòa bình cho toàn thế giới, ban sự hiệp nhất trong giáo hội, ban cho sự hiệp nhất và bình an cho giáo hội Việt Nam, cho giáo phận Xuân Lộc cũng như giáo phận Long Xuyên, cho giáo hạt Gia Kiệm và cho toàn thể cộng đoàn chúng ta. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria núi cúi chúc lành cho tất cả chúng ta. Con xin hết lòng. Để đáp lại tâm tình của Đức Cha Giuse vừa trao ban, con xin giới thiệu Cha Quản hạt Gia Kiệm, Phó Giám đốc Trung tâm, để dâng lời tạ ơn Đức Cha. Trọng kính Đức Cha Giuse, Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Trọng kính Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận Long Xuyên. Trọng kính Đức ông Vinh Sơn, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, tất cả quý chức ban hành giáo, các đoàn thể các giới và tất cả bà con trong giáo hạt, các giáo xứ hiện diện ở đây vùng này. Trước tiên con xin cùng với tất cả các đấng ở trong trung tâm hành hương Đức Mẹ núi cúi và giáo hạt Gia Kiệm hướng về Đức Cha Gioan và Đức Cha Cố Đa Minh với một tình hiệp thông quý mến, và chúng con tin rằng các đấng không hiện diện ở đây nhưng cầu nguyện cho công việc của hội thánh, của giáo phận, và nhớ đến trung tâm hành hương trong buổi tối đặc biệt hôm nay. Chúng con cũng dâng lời cảm ơn Đức Cha Giuse đã có sáng kiến để chỉ cho chúng con tổ chức đàn thánh giá ngày thứ 6 của mùa chay hôm nay. Chúng con cảm ơn Đức ông Vinh Sơn đã tạo những điều kiện, chẳng hạn như là linh đài lòng Chúa thương xót và đàn thánh giá từng bậc đi từ dưới lên. Ngài đã cố gắng làm thế nào để cho ngày hôm nay mọi người nhìn thấy và các đức cha làm phép để khánh thành đài lòng Chúa thương xót. Chúng con cảm ơn Cha Cố Giuse, cảm ơn tất cả quý cha. Xin cảm ơn quý dì đã hiện diện ở đây hôm nay. Quý dì là khách hành hương của muôn phương đến đây. Chúng con cảm ơn tất cả các tu sĩ ở trong giáo hạt Gia Kiệm, quý chức ban hành giáo, các giáo xứ, đặc biệt 14 giáo xứ nhận trách nhiệm phát thánh giá đi 14 chặng đảng ngày hôm nay. Chúng con cảm ơn ca đoàn của giáo xứ Ninh Pháp. Cảm ơn các thầy, cảm ơn ban giúp lễ, cảm ơn mọi người cộng tác vào trong công tác tổ chức, đặc biệt những nhân viên phục vụ ở tại trung tâm hành hương. Hôm nay chúng con có một đội sứ giả mẹ Nui Cui của một giáo xứ trong giáo xứ Phát Lộc, một giáo xứ nhỏ nhưng đã tự nguyện để phục vụ trong buổi tối hôm nay thay cho các xứ lớn phải đi đảng thánh giá. Như thế thì mọi người một ý một lòng để hướng về Chúa Giêsu trong mùa chay thánh này và đi với Chúa chặng đảng thánh giá ở đây. Chúng con rất vui mừng vì có sự hiện diện rất cao quý và thánh thiện của các đức cha, của đức ông, của quý cha, quý dì và mọi người. Xin tiếp tục cầu nguyện cho trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi của giáo phận chúng con và cầu nguyện cho mọi khách hành hương đến đây nhận được lòng thương xót của Chúa qua lời truyền cầu rất đắc lực và hữu hiệu của Đức Mẹ Maria, Đức Mẹ Núi Cúi, Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội mà chúng con tôn vinh. Chúng con xin cảm ơn các đức cha, quý cha, quý dì và tất cả mọi người một lần nữa. Xin kính chúc một tuần thánh sắp tới tràn đầy ơn phúc và một mùa phục sinh tràn đầy ánh sáng và hy vọng của Chúa sống lại. Xin cảm ơn. Giờ đây chúng con kính xin quý đức cha ban phép lành cho chúng con. Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Con nay về bên mẹ, lạy mẹ Núi Cúi thương yêu, quá bao ngày lưu lạc, đời con đắng cay đã nhiều. Con nay về bên mẹ, chờ mong một nơi nấu nương, vì con luôn tin rằng mẹ là mẹ của lòng xót thương. Của lòng xót thương, xin Cha che dẫn con trên đường, đường trần gian muôn phương, biết bao lần làm con lạc đường. Lạy mẹ của lòng xót thương, xin mẹ đưa con về bên Chúa, nương cánh tay mẹ hiền, trọn cuộc đời con mãi bình yên. Bao tâm tình ước nguyện đoàn con tha thiết dâng lên, van xin mẹ thương tình dòng ban xuống muôn ơn lành cho nhân loài an bình, mọi nơi người thương mến nhau, tình yêu luôn dâng trào cho cuộc đời nhẹ vơi khổ đau. Lạy mẹ của lòng xót thương, xin Cha che dẫn con trên đường, đường trần gian muôn phương, biết bao lần làm con lạc đường. Lạy mẹ của lòng xót thương, xin mẹ đưa con về bên Chúa, nương cánh tay mẹ hiền, trọn cuộc đời con mãi bình yên. ngợi ca tụng, ngợi khen Thiên Chúa không